Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game King Legacy nhé mọi người. Thì hôm nay thì bữa giờ là mình làm BBB nè, mình ép ngọc này kia các thứ đúng không? Nhưng mà mình quên gọi là chỉ cho các bạn gọi là farm. Lúc trước thì chúng ta có những cái video farm nữa, thì ngày hôm nay chúng ta lại tìm ra gọi là một cái trái bây giờ gọi là xịn sò nhất. Mấy bạn nào mà chơi, có nếu mấy bạn có nick phụ thì nick phụ của bạn nên có cái này. Thì đó chính là cái trái Wake V2 nhé mọi người. Thì lúc trước á thì chúng ta farm á thì chúng ta chỉ sử dụng Wake V1 thôi đúng không? Lúc trước chúng ta farm thì chúng ta chỉ xài mỗi Wake V1 thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xài Wake V2 nha. Lúc trước thì mấy bạn sẽ farm như thế này. Từ mọi người chờ mình xíu nha. Lúc trước mà mọi người sử dụng Wake á thì mọi người sẽ sử dụng Wake chiêu V V1. Lý do tại sao mà mọi người sử dụng cái chiêu V của trái Wake V1 tại vì á cái đam của cái trái Wake V1 với cái đam của trái Wake V2 á thì cái V1 nó sẽ to hơn cái V2. Nhưng mà bây giờ cái chiêu đam của cái chiêu V của cái đam Wake V2 à, nó đã to hơn rồi mọi người à. Nó cũng không giống như lúc trước nữa. Đây bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ngay luôn và luôn ha. Để cho thử coi nó khác biệt như thế nào. Hiện tại do mình đang xài cái V2, mình sẽ chuyển về cái V1 và mình sẽ test hết tất cả những bãi mà mọi người có thể farm, gọi là nó không phải là có thể farm, nhưng mà hình như hầu hết bây giờ cái trái Wake V2 này có thể farm bất cứ bãi nào luôn rồi mọi người à. Nó không giống như lúc trước nữa. Lúc trước đó thì mọi người chỉ xài cái này V1 thôi. Đó. Đây. Lúc trước mọi người xài cái này V1 thì nó sẽ có hai cái sóng thần. Nó sẽ có hai cái sóng thần nha. Đây, hai cái sóng thần. Hai cái sóng thần. Nhưng mà nó sẽ rất là to mọi người nhớ không? Nó hai cái thôi. Đây. Nó trúng hai con. Đó, nó sẽ được 4 hit. 4 hit đam 57.000. Đó. Đây là cái V2, đây là cái V1 cho mọi người á. Đó, bây giờ thì cái V2 nó đã khác đi rồi. Cái V2 mọi người sử dụng á thì nó đã được 4 hit mọi người à. Nó không được nó sẽ hồi nãy mọi người thấy 4 4 hit là 57k đúng không? Là do nó trúng hết hai con. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái V2. Nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nó ngon hơn rất là nhiều so với lúc trước. Đây, mọi người thí dụ tôi đứng đây đi ha, là coi như là bốn cái sóng thần là 4 hit, là hai con là 8 hit. Đó, nó sẽ trúng hết luôn. Đây mọi người nhìn nè. Đó, 8 hit nó trúng hết luôn mọi người thấy không? Nó khác biệt không mọi người? Đó. Hồi xưa là lý do là bốn cái sóng thần nhưng mà nó trúng chỉ có một hit thôi. Cái này thì thật sự ra thì tôi cũng mới đi vòng vòng kênh coi thử coi anh Lê Vinny anh làm cái gì, tôi thấy cũng hợp lý. Với lại hiện tại bây giờ cái gì ta, cái tuyết á nó không còn gọi là mạnh như xưa nữa, nên bây giờ chúng ta nên kìa tìm ra một cái trái farm ngon. Mà bất ngờ tôi thấy cái trái này đây, bây giờ mọi người đứng đứng đây, trước là mọi người đứng chỗ này thì mọi người farm được hai bãi đúng không? Bây giờ để coi thử ơi, 8 hit thì hồi xưa tôi nhớ hình như là phải hai đợt sóng thần á thì nó mới càng được hết quái. Mọi người nhớ là sử dụng cho mình cái kiến đó nha. Cái kiến thì hiện tại có cái kiến vô nữa thì nó mạnh lắm. Đây, cái kiến 36% đam trái quỷ, mà nhớ tăng cho nó lên rank 3 nha. Bây giờ thì mọi người có cái chiêu V này. Nó vô, mình nghĩ nó vô một cái là không còn một con quái nào luôn á. Đây. Đây. Nó vô một phát không còn một con quái nào luôn mọi người thấy không? 300 mấy chục ca đam luôn. Lúc trước á cái trái Wake V2 này, V1 á, chỉ xài cái chiêu V1 á thì nó vô một phát á thì nó sẽ bị lẻ một hai con đi, kiểu như là nó không có đủ đam mọi người, nó chỉ có hai hit thôi. Nó không đủ đam, nhưng mà bây giờ nó là 4 hit đam. 4 hit đam mà kèm theo cái kiến nữa. Rất là ngon luôn. Đây là cái chỗ mọi người farm cà rốt nè. Đây, được không? Đấy, nó vô một cái không còn một cái gì luôn. Rồi cái này mọi người rảnh mọi người cài một đêm thôi. Gọi là nguyên liệu mọi người dùng không hết luôn á. Rồi bây giờ thì chuyển qua cái chiêu V qua ke V2 nè, thì nó hồi chiêu cũng nhanh đó mọi người à, nó hồi chiêu cũng nhanh nữa. Nhưng mà chắc là nó sẽ phù hợp để mọi người farm quá. Bây giờ mình thử farm boss đi. Farm boss thì chúng ta sẽ thử farm nhẹ, chắc là mọi người thấy là mọi người cũng đủ hiểu rồi đúng không? Tôi thì cái này thì tôi có vĩnh viễn nên tôi cứ bao tôi muốn làm, tôi muốn đổi cái nào tôi đổi nên nó đơn giản. Còn mấy ông không có thì mấy ông cứ để một nick phụ của mình có là được. Chúng ta sẽ thử farm cái con boss để drop cái viên ngọc dragon nha mọi người. Lúc trước hình như là phải 4 hit á, phải 4 hit á, nếu như mà farm solo á là 4 hit thì con boss nó mới chết cơ.
Để xem thử bây giờ khi mà chúng ta có down rồi thì còn mấy hit nha. Lúc trước là phải 4 hit nếu mọi người farm solo á, cái con này 4 hit nó mới chết. Còn nếu bây giờ chúng ta farm solo thì coi như thế nào nhé mọi người á. À, chờ chưa quên nó hồi lại. Tôi sẽ farm chỗ này xong rồi tôi sẽ chạy về bên kia tôi farm cá cho mọi người xem nè. Xong rồi tôi farm Green Power luôn cho mọi người xem nè. Bất ngờ đúng là được boost down thiệt mọi người ạ. À. Được gọi là 4 lần 4 cái sóng thần. Nó lý do hồi xưa chúng ta không dùng cái V của cái tỉnh đó, là do đam nó yếu, nó trúng 4 cái sóng thần nhưng mà nó chỉ có 1 hit đam thôi. Còn cái V 1 á nó hai cái sóng thần nó tính hai lần đam. Còn bây giờ thì nó khác rồi. Đây. Cho mọi người xem nhá. Đó. Một lần đam. Coi thử coi ba lần đam nó đi không nha. Nó phải khác một đi một xíu thì chúng ta mới dùng nó mới ngon được đúng không? Một lần rồi, hai lần. Lúc trước là bốn lần đam thì chắc bây giờ mình nghĩ là ba lần đam rồi, nó này đi thôi. Mọi người nếu mọi người có mục đích nữa thì mọi người cho kẹp thêm mục đích nữa thì farm cái con này rất là ngon luôn. Mình đã có hướng dẫn chỉ mọi người farm cái ORB Kaido này rồi đó. Nếu các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem lại. Vậy là hai lần mọi người, ba lần mọi người ạ. Ba lần thì chúng ta sẽ farm được. Đó, cái này là chỗ farm nó có thể quét, chắc nó quét không tới con quái này. Nếu mà đứng thấp hơn nữa thì sợ con quái ở dưới nó đánh trúng chúng ta. Đó. Đó. Còn chưa? Đấy, 4 lần đam coi như là đam chúng ta to nên mới được vậy. Bây giờ tôi sẽ dời C1 nhé. Bây giờ tôi sẽ dời C1. Dời C1 nhé. Dời C1 farm gun power, chỗ mà tôi hay farm, hai chỗ farm gun và một chỗ farm cá. Không biết farm cá chỗ đảo nào tôi cũng quên rồi. Nhưng mà để giờ tôi tìm lại, tôi nhớ không? Tại lâu quá tôi cũng không có farm mọi người à. Bây giờ chúng ta sẽ dời C1 luôn nhé. Thì C1 chắc nó nhảy ra xe bình thường. Và nó nhảy ra xe bình thường, đứng qua xe bình thường farm luôn cũng được. Bây giờ mọi người có thể dùng để mọi người farm cả kẹo nữa nè. Lúc trước tôi đâu biết đâu, giờ tôi mới biết cái trái hoa ke được boost đam mọi người à. Đây, mọi người có thể farm ở chỗ này nè. Đây, chỗ này là chỗ đầu tiên mọi người có thể farm gun. Thì mọi người tìm cái chỗ nào đứng nó hợp lý xíu là được mọi người. Đấy, ví dụ như giờ chắc chắn là chúng ta sẽ farm hết được nguyên cái đảo luôn á. Farm được hết nguyên cái đảo luôn thì đứng trên này. Farm được hết nguyên cái đảo luôn á. Để mình đứng mình chờ nó đúng rồi nó farm được hết nguyên cái đảo hay không nha. Bên này chắc là mỏi chắc chúng ta không farm được long thôi mọi người. Còn bên này chắc chắn là bên C1 là cái gì chúng ta cũng có thể dùng cái trái hoa ke V2 này chúng ta farm luôn á. Nhớ là trang bị cho mình cái kiến nha. Cái kiến rank 3 nha mọi người. Cái kiến rank 3 thì lượng đam của cái trái quỷ nó tăng lên rất là ghê. Đây. Coi nó quét một phát hết cái đảo luôn hay không nha. Dùng là hai kia lên. Coi nó quét một phát hết cái đảo luôn hay không nha. Ui ôi, nó quét một phát hết cái đảo luôn mọi người ơi. Cỡ đó đó. Nó quét một phát hết cái đảo luôn. Đã chưa? Farm gun kiểu này nó mới đã mọi người à. Farm gun kiểu này nó mới đã. Nó phải như thế chứ. À, còn một chỗ farm gun nữa. Mà chỗ bên kia chắc là không ngon mà nếu như mà chúng ta có cái diện rộng như thế này thì chúng ta farm một cái cách này thì nó sẽ xịn hơn này. Đây. Trời ơi. Không còn một con quái rồi luôn. Được mò 2 được cua rất nhiều luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến cái đảo tiếp theo nha. Ông nào dính BB nữa chứ. Khổ ghê á. Dính BB tôi không có đổi. Tôi không có đổi trái quỷ được mọi người ạ. Đây làm lại một lần nữa cho mọi người xem nha. Nó vô phát nhưng mà tính ra cũng hơi ít cool nhỉ. Đây, nó vô cái là không còn một con quái nào trên đảo luôn. Đấy. Đó, lúc trước thì chúng ta chỉ có farm được hai bãi này thôi nè, mọi người ạ. Lúc trước chúng ta chỉ farm được hai bãi này thôi. Bây giờ thì chúng ta farm được hết 4 bãi luôn. Trời ơi, có server VIP treo. Nó lại tuyệt vời luôn đó chứ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đổi trái quỷ nha, để đi đảo khác. Tiếp tục một cái đảo farm cái đảo mà để mà chúng ta farm cái gì ta, cái chỗ mà farm cá đó là cái đảo nào quên rồi mọi người. Đây đúng không? Mời chỗ này là chỗ farm cá nè. Đây là chỗ farm cá nè. Bây giờ chúng ta đứng đây chúng ta farm cá nha. Bình thường thì chúng ta farm cá chỗ này đúng không? Để xem coi bây giờ nó vừa phát nó chết luôn cái con boss này luôn hay nha mọi người á. Đó, ông kia farm cá. Để tôi sẽ thử nha. Farm cá, ở đây thì chúng ta farm cá. Đồng cho mọi người sẽ farm bằng trái tuyết. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là qua ke là đỉnh rồi mọi người á. Qua ke là đỉnh rồi. Ở đây chúng ta sẽ farm cá.
chờ nó cooldown nhá. Kia xài cái melee gì cũng mạnh phết đó chứ. Nhìn là đáng lẽ là mình vào server VIP cơ. Nhưng thôi, cá thì mặc cái giáp cua farm cá nhìn nó tục thiệt cái chứ. Mà cái giáp cua farm cá đây chủ yếu là chúng ta coi thử nó vô chết luôn con boss ở đây hay không thôi nha mọi người á. Nhưng mà nó vô chết luôn con boss là coi như chúng ta farm được cả boss nữa. Boss là chắc là nó sẽ có đồ khác. Ấy nó ô rất vũ khí luôn nè mọi người à. Cái chấm áo chạy này. Ai đang cố ý đâu, đang test thôi chứ ai cố ý. Ai mọi người thấy không? Giờ chỗ nào mọi người có thể dùng cái qua ke là cái này hiện tại bây giờ là gọi là xịn nhất rồi mọi người. Có thể gọi là đây là trái quỷ làm được tất cả mọi thứ, mọi người có thể đem được đánh cả boss nữa. Đây. Đó. Trời rớt cái cây này lì lịa luôn á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đến một cái farm tiếp theo đi, hình như là bên đây thì giờ chắc còn gì nữa không hết rồi, hình như là chỉ vậy thôi mọi người ạ. Farm gun nè, farm cá nè, bên C1 thì farm gun, farm cá, bên C2 chúng ta farm cà rốt. Đấy, rất là nhiều thứ để chúng ta farm luôn mọi người thấy không? Đã không? Tôi thích cái này ở cái chỗ farm cà rốt mọi người ạ. Farm cà rốt nó rất là nhiều thứ luôn, rất đồ đấy, xịn luôn. Bây giờ tôi lại C2 phát nha. C3 thì quá nó trâu hơn rồi, nhưng mà C3 thường chúng ta chỉ farm boss thôi. Farm boss thì chúng ta sẽ sử dụng cách khác. Farm boss thì chúng ta phải dùng cách khác mọi người nhé. Nếu như các bạn nào mà không biết farm boss thì dạng như là mấy ông chưa biết cách farm boss như thế nào thì chắc là nếu mà rảnh thì tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho mấy ông cách farm boss luôn. Nếu mà mấy ông muốn cách farm boss thì bây giờ farm boss nó dễ hơn hồi xưa nữa mọi người à. Hồi xưa farm boss nó khá là khó, bây giờ farm boss nó dễ hơn nữa. Hồi xưa tôi rảnh tôi sẽ chỉ mọi người farm boss luôn nha. Farm boss thì nhiều cách farm lắm. Đây, đứng chỗ này quýnh vơi một cái. Không còn một con quái nào luôn, sướng thật đó chứ. Đó, trời ơi, nó vô một cái là không còn một cái con gì trên bản đồ luôn mọi người à. Nó vô một cái là không còn một cái con gì trên bản đồ luôn, quá đã luôn á. Được rồi, thì đây là tất cả những gì về cái trái qua ke mà tôi muốn gọi là hướng dẫn đó các bạn, gọi là để các bạn có thể biết được về cái sức mạnh khi mà trái qua ke V2 được up lên nha. Và gọi là được dùng rất là nhiều luôn á, mọi người dùng để farm cái gì cũng được hết. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha, bye bye.